Hello em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé Mọi người ơi, một lời nói quen thuộc của em Toàn là chúc mọi người Một buổi tối vui vẻ Hôm nay em Toàn vừa đi làm về là em Toàn mua siêu tầm được cái em bình này ở cửa hàng Là về gái là em Toàn lên video luôn cùng với mọi người đây mọi người Một em bình này rất là đẹp luôn, vẽ full bình luôn mọi người nhé Đây này mọi người xem áo này vẽ bằng vàng luôn này Rất là đẹp luôn Đấy, Một em bình này vẽ full bình này quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ đẹp quá là chất luôn đây em cho các bác xem này em nhấc lên cho các bác xem này các bác xem này đấy thấy chưa toàn bộ vẽ bằng vàng này ấy đẹp chưa ông ánh quá là đẹp luôn mà họa tiết vẽ kín bình luôn đây mọi người xem cái bông hoa mẫu đơn này đấy vẽ bằng vàng này đây đôi chim trĩ này mọi người này thấy chưa mọi người thấy chưa cái bình này xứng đáng để mọi người sưu tầm không mọi người đây mọi người xem cái cổ nó này cũng vẽ bằng vàng luôn rất là đẹp luôn đây miệng đây mọi người chiếc này là chiếc men dạn nhé mọi người nhé đấy em quay cho mọi người xem này con này là vẫn còn lành tít luôn chưa bị um, chảy xước một tí nào luôn mọi người ạ dáng mình rất là đẹp luôn đây cho các bác xem cái chuyện đây Đây mọi người thấy chưa một em tani đây chuyện đỏ luôn quá là tuyệt vời luôn men men dạn ở dưới uh, gần đáy bình vẽ này rất là đẹp luôn đặc biệt trước bình này nó vẽ vàng rất là nhiều luôn các bạn ạ đây các bạn nhìn này chỗ này cái áo này toàn bộ vẽ bằng vàng này đây cũng vẽ màu vàng này ấy mọi người thấy chưa đây là cái chữ chỗ này nữa chưa bị chảy xước như thế nào cả đây nha các bác xem này đôi chim này à, toàn bộ vẽ nổi khối hết lên nhé mọi người nhé vẽ nổi khối hết lên rất là đẹp luôn à, một dáng bình quá là tuyệt vời luôn vẽ hoa mẫu đơn và một đôi chim trĩ uyên ương đây mọi người nó nó điểm thêm một cái tai này nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà nó tạo nên điểm nhấn của cái bình này rất là đẹp luôn bụng to miệng nhỏ như kiểu bình hút lọc luôn đây mọi người xem này đấy đây là vẽ này Tích người đây là đang làm gì đây Nhìn đang vẽ tranh các mọi người ạ À đây có vị vua này mọi người à, Đây có vị vua này Rất là đẹp luôn Em đến bức này đẹp quá cơ Về em lấy được mà em cũng mê luôn các bác ạ ấy các bác thấy chưa Này Mũ bằng vàng này Cái chỗ này cũng vẽ bằng vàng luôn này Các bác này em mình vẽ vàng quá là nhiều luôn đẹp quá là đẹp luôn các bác nếu mà các bác xem video của em mà các bác ưng ừ, mẫu này các bác liên hệ ngay với em chứ đại lâu là không còn chiều cao của em này là 33 nhé mọi người nhé chiều cao 33 miệng là 17 mọi người ạ miệng 17 cao 33 này vẫn còn nguyên tem với tinh luôn rất là đẹp em xin em đo bụng cho các bác xem vòng bụng của nó nhé Miệng là 17 nhé mọi người nhé Ơi, vòng bụng của nó là 93 mọi người ơi. Vòng bụng khá là to luôn. 93 nhé mọi người. Quá là tuyệt vời luôn một em bình quá là đẹp, xuất sắc. À em đo luôn thử vòng cổ nó bao nhiêu nào mọi người. Để em thấy em bình này đẹp quá em muốn. Cổ này uh, của nó là 38 nhá mọi người nhá, lên 39 rồi mọi người thấy đẹp chưa một em cutani con này là dòng gốm mô cư bên nhé mọi người nhé cutani nó vẫn là cutani nhưng mà nó kiểu là lò gốm ấy mọi người Đấy, cho các bác xem lại một lần nữa xem cái cái đẹp của nó như nào Đấy, các bác thấy chưa Bước này quá là đẹp luôn quá xứng đáng để mọi người sưu tầm em thấy đẹp để các bác xem cổ nó nó những cái chỗ này nó bẻ ông vàng luôn đẹp chưa các bác thấy đẹp không các bác các bác uh, xem video của em nếu mà ai mà ưng ý uh, cái món này thì uh, bình hoặc là đồ gốm sứ của cổ thì uh, gốm sứ cổ của nhật bản thì mọi người cứ liên hệ với em toàn qua số điện thoại zalo là 0962 949 668 mọi người nhé đây mọi người đẹp chưa. Thôi em Toàn uh, uh, xin phép là để đây và quay một lượt nữa cho mọi người cùng xem và để em toàn xin phép kết thúc video đây mọi người. Toàn bộ là vẽ nổi khối hết lên nhé mọi người nhé thôi em Toàn xin phép kết thúc video đây đây mọi người à, mọi người cho em toàn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và mọi người nếu mà ai cũng muốn liên hệ với em toàn thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại zalo là 0962 949668 mọi người nhé thôi em toàn xin chào tất cả mọi người